Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay Phong Thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 nam mạng. Cuộc sống của bản mệnh nhìn chung đầy đủ, nhưng nếu phung phí, hoang phí mà không có chí tiến thủ thì tài lộc nhiều đến đâu cũng sẽ hao tán. Cụ thể, nam mạng Tân Dậu sinh năm 1981 cần phải làm gì trong vận trình cuộc đời của mình để mọi sự được suôn sẻ hanh thông? Mời tất cả quý vị gia chủ chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung phân tích và định hướng tử vi sau đây đến từ Phong Thủy Gia Cát. Gia chủ Tân Dậu sinh năm 1981 nam mạng, có cung mệnh thuộc cung Càn, trực mãn, mạng thạch lụ mộc, cây lựu đá, khắc bích thượng thổ, con nhà Thanh Đế cô quạnh, xương con gà, tướng tinh con chó, ông quan đế độ mạng. Có thể khái quát tử vi chọn đời nam mạng Tân Dậu thông qua bài thơ sau. Tân Dậu số mạng như vầy, là cây lựu đá cung Càn chẳng sai. Đông xuân sinh đặng thời nay, suốt đời thông thả gặp may tới hoài. Hạ thu lỗi số chơi vơi, dù cho giàu có cũng lo cũng buồn. Tánh người vui vẻ dễ thương, hai bàn tay trắng tạo nên cơ đồ. Tân Dậu tâm tánh thật thà, gặp người hung dữ thì tai nhịn liền. Nhiều lúc có của có tiền cũng đều tan rã, chẳng yên khó cầm. Tiền vận nhà cửa chẳng yên, hậu vận gia đạo mới yên an hòa. Tổng quan, Tân Dậu nam mạng được sống trong đủ đầy từ nhỏ đến lớn. Muốn tự mình tạo dựng cuộc sống nhưng tính thường tự cao và phung phí. Những người tuổi này tạo ra được nhiều tiền của nhưng nếu không biết cách chi tiêu hợp lý thì rất có thể cuộc sống sẽ rơi vào cảnh thiếu thốn. Để giúp bản mệnh tăng cường nội lực, tiến thân mạnh mẽ trên con đường tài lộc, nam mạng Tân Dậu sinh năm 1981 nên sử dụng pháp khí chiêu tài, vòng tam hợp của phong thủy trợ lực. Cụ thể, bản mệnh tuổi Tân Dậu dùng vòng tay tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu. Vòng được làm từ một loại gỗ quý hiếm nhất trong phong thủy để kỵ tà, đó chính là gỗ huyết long. Kết hợp với ba viên đá mã não, ba viên đá mã não màu đỏ có các hình linh vật tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu. Nhóm này được gọi là nhóm tam hợp kim cục, khởi đầu từ Tỵ hỏa tới Dậu kim rồi đi vào Sửu thổ. Sử dụng vòng tam hợp để chiêu mời quý nhân dựa vào lực tam hợp của quý thần mang lại may mắn, tài lộc dồi dào. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, vòng tam hợp trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh mang lại sự bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Nên chăm chỉ, đừng quá kiêu căng tự phụ, sẽ gây được sự nghiệp vững chắc, gặt hái được nhiều thành công, hậu vận nhờ đó được thảnh thơi dễ chịu. Những người tuổi này có số hưởng thọ từ 72 đến 83 tuổi. Những người thật thà lương thiện, làm nhiều chuyện tốt, tích nhiều phúc đức, tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. Tình duyên, chuyện nhân duyên của Tân Dậu nam mạng được chia ra thành 3 trường hợp như sau. Những người sinh vào các tháng 5, 7 và 11 âm lịch có thể sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới đến được với bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Những người sinh vào các tháng 1, 3, 4, 8 và 12 âm lịch thì tình duyên phải trải qua 2 lần thay đổi mới tìm được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời. Tân Dậu nam mạng hạ sinh vào các tháng 2, 9 và 10 âm lịch sẽ là những người may mắn nhất. Họ không phải trải qua bất cứ sự thay đổi nào trong chuyện tình duyên mà sẽ sống hạnh phúc cùng với ý chung nhân của mình đến trọn đời. Gia đạo công danh. Đường công danh của nam mạng Tân Dậu có nhiều thăng trầm, lúc trầm bổng nhưng may mắn về sau công danh sự nghiệp được ổn định như ý muốn. Nếu biết nắm bắt cơ hội sẽ nhanh chóng tạo dựng được cho mình quyền lực, địa vị trong xã hội. Gia đạo thì không mấy hòa thuận, yên vui. Tân Dậu cần phải biết cách kiềm chế bản thân mình, nhường nhịn và khéo léo ứng xử với người thân hơn nữa để duy trì những mối quan hệ hòa hợp, tuổi hợp làm ăn. Tuổi Tân Dậu nam mạng nên lựa chọn những tuổi hợp với mình về đường tài lộc như Tân Dậu, Quý Hợi, Giáp Tý, Đinh Mão để cộng tác trong công việc thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn, dễ thành công, mang lại lợi nhuận. Lựa chọn vợ chồng. Muốn vợ chồng sống hạnh phúc viên mãn, tiền bạc luôn rủng rỉnh, không phải lo nghĩ về bất cứ một điều gì, công danh tiền đồ rộng mở sáng lạn thì Tân Dậu nam mạng nên lựa chọn kết hôn với những tuổi sau đây: Tân Dậu, Quý Hợi,
Giáp Tý, Đinh Mão và Kỷ Tỵ. Tình cảm vợ chồng vẫn mặn nồng thắm thiết, nhưng tiền bạc chỉ ở mức vừa đủ chi tiêu, chứ không dư giả để tích lũy. Khi bạn nên duyên vợ chồng với các tuổi Bính Dần, Nhâm Thân, Canh Thân và Mậu Dần. Kết duyên với những tuổi Nhâm Tuất, Mậu Thìn và Giáp Tuất, cuộc sống quan điểm của nam mạng Tân Dậu sẽ có nhiều thay đổi để duy trì được sự hòa hợp và hạnh phúc gia đình. Vào những năm không tốt cho chuyện lương duyên, đó là vào các năm tuổi 20, 22, 28, 32, 34 và 40 tuổi âm lịch thì bạn không nên kết hôn, lập gia đình. Nam mạng Tân Dậu sinh vào các tháng 1, 3, 4, 5 và 12 âm lịch thường có số đào hoa, thường phải trải qua nhiều mối tình mới có thể tìm cho mình một nửa tâm đầu ý hợp. Tuổi Đại Kỵ, dù trên phương diện kết hôn hay hợp tác làm ăn, tuổi Tân Dậu cũng nên tránh những tuổi Đại Kỵ để mọi thứ được diễn ra suôn sẻ thuận lợi hơn. Đó là các tuổi Ất Sửu, Canh Ngọ, Tân Mùi, Đinh Sửu, Kỷ Mùi và Mậu Ngọ. Nếu chót lỡ yêu thương nhau, mới biết phạm tuổi Đại Kỵ và hai người vẫn muốn tiến tới hôn nhân thì không được tổ chức đám cưới cưới hỏi rầm rộ mà chỉ được làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám sẽ có cơ may chung sống với nhau đến trọn đời. Điều quan trọng hơn đó là cả hai bên cần phải biết nhường nhịn, vượt qua cái tôi thấu hiểu đối phương nhiều hơn. Năm khó khăn nhất, Tân Dậu nam mạng sẽ gặp nhiều khó khăn trắc trở vào các năm 23, 27 và 33 tuổi. Mọi chuyện phải hết sức thận trọng vào những năm này, đề phòng chuyện bất lợi, đau ốm, bệnh tật hay tai ách bất ngờ xảy đến. Công danh sự nghiệp và tài vận không được hanh thông. Chuyện tình cảm và gia đình có nhiều xích mích, mâu thuẫn. Những ý tưởng mới, dự định mới bạn nên để qua năm rồi hẵng thực hiện thì sẽ thu được kết quả tốt. Vượt qua giai đoạn khó khăn này, tuổi Tân Dậu sẽ có những bước phát triển vượt bậc, gặt hái được nhiều thành công. Ngoài sự nỗ lực và cố gắng của bản thân, bản mệnh có thể đem theo vật phẩm hộ thân để hỗ trợ vận trình được suôn sẻ, hanh thông. Gợi ý cho nam chủ Tân Dậu sinh năm 1981, pháp khí phong thủy hàng đầu của nhà Phật, Bát Bảo Tâm Kinh. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép vào. Mặt ngoài cùng chính là tám pháp bảo của Đức Phật là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát bảo chính là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có khắc chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng. Có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh, mọi việc được hanh thông, giúp Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên thỉnh kinh. Bên trên và vòng trong cùng chính là biểu tượng của hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao, tập trung trong công việc. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Ngày giờ xuất hành tốt nhất. Nếu xuất hành đi xa hay thực hiện những việc lớn quan trọng thì nam mạng Tân Dậu nên khởi hành vào giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ. Khởi hành vào khung giờ hoàng đạo này thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn, thu về nhiều kết quả, vạn sự, như ý, đại cát, đại lợi. Diễn biến từng năm. Từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi. Vào năm 20 tuổi, nếu đi thi sẽ đỗ đạt cao. Từ năm 21 tuổi, chuyện tình cảm bị tan vỡ. Nhưng không cần quá đau buồn, mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi. Vận may song hành cùng bạn trong năm 24 tuổi, có đại hạn vào tháng 8 và tháng 10 của năm 25 tuổi, cần tránh xuất hành đi xa kẻo gặp tai họa. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, năm 26 tuổi cần phải cẩn trọng trong việc kinh doanh kẻo bị lừa mất hết tiền của hay ốm đau bệnh tật. Có chuyện đau buồn trong gia tộc vào năm 27 tuổi, sang đến năm 28 tuổi có quý nhân phù trợ trong công việc. Năm 29 tuổi khá tốt, có nhiều triển vọng cho bản thân cũng như công việc. Đến năm 30 tuổi có nhiều hay đẹp nhưng cần chú ý giữ gìn kẻo đau ốm bệnh tật vào cuối năm. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, năm 31 tuổi và năm 33 tuổi có nhiều chuyện không tốt xảy đến. Hãy nhẫn nhịn, mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi. Năm 34 tuổi, vận may theo đuổi bạn. Đến năm 35 tuổi có tin vui về chuyện tình cảm.
từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi. Có thể nói đây là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời của bạn. Dù là làm bất kỳ một chuyện gì cũng đều giành được thắng lợi. Nếu biết nắm bắt cơ hội, tận dụng thời cơ, bạn sẽ xây dựng được cơ đồ cho cuộc đời của mình. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, vào năm 41 tuổi cần chú ý giữ gìn sức khỏe, nếu không sẽ hay bị ốm vặt. Sang năm 42 tuổi, không nên quá tin tưởng ai kẻo bị lừa hết tiền của. Bạn có vận hạn vào tháng 6 của năm 43 tuổi, đề phòng có tai họa liên quan đến lửa. Năm 44 tuổi và 45 tuổi, mọi chuyện đều bình ổn, con cái có danh vọng từ sớm. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, công việc suôn sẻ thuận lợi, thu được nhiều tài lộc vào năm 46 tuổi. Cẩn thận, kẻo mất của vào tháng 4 của năm 47 tuổi. Hai năm 48 và 49 tuổi, không có biến cố nào lớn xảy đến. Sang năm 50 tuổi, cần sát sao hơn trong quản lý chi tiêu tài chính, tránh hao tiền tốn của vào tháng 6 và tháng 7. Quan tâm đến sức khỏe và gia đình nhiều hơn, kẻo bản thân hay con cái bị ốm đau bệnh tật vào tháng 5 âm lịch của năm này. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, cuộc đời và sự nghiệp thành đạt vào năm 51 tuổi, tiền tài dư giả, nhưng cần chú ý tháng 10 và tháng 12 không nên xuất hành đi xa hay thực hiện giao thương. Mọi chuyện đều bình ổn vào năm 52 tuổi và năm 53 tuổi, không có biến cố nào lớn xảy đến. Hai năm 54 tuổi và 55 tuổi khá tốt, tài vượng vận. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi, vào những năm này, gia đình được yên vui, hòa thuận, tài vận và công việc ổn định, cuộc sống khá giả, an nhàn. Xem tử vi trọn đời là cách để chúng ta biết được vận trình cuộc đời của bản thân sẽ ra sao. Nhờ vậy mà mỗi người sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho tương lai sắp tới. Tuy nhiên bạn cũng nên nhớ, những luận giải này chỉ mang tính tương đối, bạn không nên quá bi quan, chán nản. Nếu vận trình bản mệnh không thực sự thuận lợi như chúng ta mong muốn, bởi vì như chúng ta vẫn hay nói một câu với nhau rằng đó chính là đức năng thắng số năng, sống tích cực sẽ có được kết quả tích cực.